Ui, thở đâu mặt sang nào, thở đâu ơi. Đứng ra kia xong quay mặt sang này em. Đấy. Ui dồi. Sáng quá nhỉ, như ban ngày ấy. Ui. Đấy, nạp pin đi lên đúng không? Không bớt tí nào chú. 1.4 triệu. Thôi bớt 100 đi. Bớt cho 50.000 nữa. Cái này lắp nào chú, phải hướng dẫn cháu chứ. Cái này cháu đang muốn lắp ở ngoài ấy, lắp ở ngoài sân ấy thì về ở dưới mái tôn đúng không? Ở đấy. Còn cái đấy thì mình cho lên mái. Là được. 1.4 triệu bớt được 50 à? Có bảo hành gì không chú? Vâng. Ví dụ như là cái đèn nó cháy chẳng hạn, chưa được một thời gian nó cháy thì nó bảo hành 3 đến 6 tháng mà. Vâng. À. Cái to sao nhỉ? Cái to, cái này là 100W thì pin nó phải là to. Cái pin này cháy. Vâng. Bật lên xem nào. Rồi. Sáng nay cháu mua một cái ở Yên Minh 100W nhưng mà loại khác. Nó là 1.2 triệu. Một cái 60W là 700.000. Đây, nó đủ cả bộ đây nhé. Vâng. Pin nó phải có một cái tai chứ chú. Đây này, có một cái tai bắn mà. Đúng không? Tai của nó ở đây. Đó. Vâng, đấy. Ông vít các kiểu đúng không? Ông vít thì không thấy. Ông vít thì mình mong đây. Không thấy nó để trong này. Nó chỉ giao cho mình cái này với cái này thôi. Cái điều khiển. Tháo cái dây cáp ra khỏi cái đầu nha em. Cầm tay cho em. Mình đến như là mình sẽ
xem mình không ngẩng đầu ấy thì được, còn nếu mà lắp cao quá thì cứ xem là phải thế này này. Đấy, cứ ngẩng đầu lên thế này thì lắp thấp thôi thì mình sẽ xem như này thoải mái đúng không? Ok chưa? Bây giờ là mình không có cái thăng bằng để làm thế nào? Làm nào để biết là thăng bằng máy điện thoại mượn đi. Đỉnh đầu này lên, đầu bên phải, đầu bên phải mà xuống kia đi. Theo cái đấy là không vỡ được. Có dây sắt chưa Lành ơi? Buộc vào cái đinh vặn đấy hiểu không? Ở khi đó là tục bánh là chả. Ồ. Cứ đặt ở trên đấy là được rồi. Quay sang bên nào? Ngửa cái đấy lên mặt trời. Hiểu không? Rồi. Thế thôi, dây ở trong nhà không dài lắm đâu. Cứ đặt đấy buộc vào là được rồi. Chắc nha. Nóng như thế mà đổi. Chắc chắn nha. Cao quá nhỉ. Đây đang vào điện đấy, đang có pin đấy. Điều khiển đâu? Thật không?
Chưa, nó chưa có đủ điện đâu. Chưa có vạch nào đâu mà. Trái cố thì không biết. Đây là nó đang sạc pin vào thôi. Khi nào mà nó bắt đầu màu xanh ấy là bắt đầu bấm rồi này. Đây, bây giờ bấm chưa thấy sáng này. Đấy. Tí test thử bao giờ đủ điện. Nắng cái này thì nhanh thôi nhỉ, nắng này. Lúc là có điện ngay. Đấy. Cái này là cài giờ này. 3 giờ nó tự tắt này, 5 giờ nó tự tắt. Tính là chạy được 3 tiếng nó tắt nhá. 5 tiếng nó tắt này, 8 tiếng nó tắt này. Cái này thì chỉ có nó dùng thời gian nhỉ. Đây là hẹn giờ. Hẹn giờ hiểu không? Tắt đây. Đây nó đang ở chế độ, nhiều chế độ lắm. Cái này là hình như bật cái này ấy. Đây, nhiều chế độ. Cái này sáng nhỏ này. Sáng to này. Đây. Nói chung là nó phải đủ pin cơ. Nên là cái này là chế độ tự động này. Đây, thấy chưa? Ban ngày nó sẽ tắt. Còn ban đêm ấy thì nó sẽ mở. Nó cái tấm pin ở trên kia nó rất là khôn, tức là gì? Sáng là nó sẽ tắt cái bóng này. Nhưng mà tối đen xì ấy nó sẽ tự bật cái bóng này. Tắt, bật, tắt, bật. Ok. Xong một nhà. Cả một nghệ thuật đấy nhỉ, không phải ai cũng biết điều khiển con bò đâu nhỉ. Anh Lùng biết cày từ năm bao nhiêu tuổi? Biết cày từ năm bao nhiêu tuổi? Mười lăm tuổi. Lại lùi tiếp. Đấy. Tất cả cánh nương này là của chú Sáu Vải hết này. Rất nhiều. Đời bố mẹ mà biết giữ đất thì đời con cái sẽ có nhiều đất để canh tác. Úi, chỗ này cũng cày luôn à? Cày một tí luôn. Thế không để họ đường đi à? Chào nha. Đi cày nương mày à? Hôm nay trời nắng nhỉ, đi làm mệt nhỉ. Không lấy cỏ cho nó ăn à? Chị ta sao là
Nghỉ trưa thôi. Sở đấu đang cày bò dưới này đây mọi người này. Đấy, đang cày nương này. Sở nó xuống mà hả chứ? Biết cày, 15 tuổi đã biết đi cày rồi. Cất tí đấy. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch nhé. Hôm nay thì Tam Giác Mạch lại tiếp tục, cũng rất là lâu rồi mới vào được khu đô thị Lầu Mỹ Xính. Thì anh Phương Nam có nói là rất là quan tâm đến khu đô thị Lầu Mỹ Xính. Thấy trong này điện rất là yếu và ánh sáng không đủ để cho sinh hoạt, cũng như là ngoài sân rất là rộng thì không có ánh sáng để các cháu chơi, thì anh Phương Nam đã tài trợ cho cả ba anh em gia đình của Lầu Mỹ Xính, Thợ Đấu và Lầu Mỹ Lành là mỗi nhà là một cái đèn năng lượng mặt trời. Thì hôm nay Tam Giác Mạch mua vào và sẽ đấu cho hai khu vực nhà Xính với nhà Vành, thì sẽ làm mỗi đầu là một cái. Thì do là cái tài chính nó cũng chỉ vừa mọi người trọn vẹn thôi. Một cái đèn sẽ phải treo ở đầu nhà của Xính để hướng về đây, còn một cái sẽ là lắp cột ở góc này để ánh sáng đủ cho cả cái sân này. Bây giờ thì sẽ lắp đã. Bên cạnh đấy thì anh cũng hỗ trợ mua một cái dàn bắn tường để treo tivi vào tường ấy, thì Tam Giác Mạch cũng sẽ lắp cho nó trọn vẹn, bởi vì là để trên cái bàn nhựa thì thật sự nó cũng không ổn lắm, trẻ con thì nhiều thì nguy cơ nó làm tivi đổ ấy. Hôm nay Tam Giác Mạch sẽ quay trở lại đây và hoàn thiện những cái hạng mục này. Bây giờ Xính đi đào cho anh cái hố đi, đào khoảng 50 phân nhé, 50 phân đấy, để chôn cái này. Sau đấy là lấy xi với cả lấy bột về trộn để chuẩn bị độ đủ cái cột này. Chỗ góc kia. Để một góc kia một gạch nhá. Hay là như nào? Góc kia để ánh sáng nó vào sân này này. Còn một cái là từ đầu nhà anh Xính vào đây. Chắc chưa? Cầm quá rồi. Chắc là được mà. Đấy, giữ, em giữ như này nhé, em giữ như này cho anh. Giữ nguyên, giữ cái tấm năng lượng thôi. Cầm đấy. Cầm vặn tay thôi. Cầm gì? Đúng không? Cái tủ vít rồi. Ok. Ui, từ. Rồi. Được chưa? Bây giờ là đấu vào. Cái này không phải mất điện đâu. À, không phải mất tiền điện đâu nhé. Đấy, vặn như này bất chấp các loại nước mưa, hiểu không? Ok. Xem nào. Ui, thơm rượu thật. Nhấc cái lên cho anh. Nhấc cả cái này. Nhấc cả cái này.
này cho bên đây thì mưa nó đỡ hỏng này. Nhưng mà hơi lỏng nhỉ. Lấy cái gì buộc vào đi. Lấy dây chun quấn vào. Có cái dây chun không? Đấy. Nén. Với cả là cũng không có thiết bị để nén. Chỉ có tưới nước thường xuyên xuống thì nó cũng không lún hết được. Bây giờ mưa xuống ấy thì là chân này một số vị trí như này này nó bị nứt. Cái đất mượn nó lún xuống và nó bị nứt sân. Nên hôm qua là mấy anh em tự đổ lại à? Hết được rồi. Nói chung là còn phải ở lâu thì nó mới lún hết, nó mới nứt nữa thì nó mới ok được. Đừng đào đi. Tại vì là trước là mình là cái đất mùn thôi, chứ không phải là cái đất nó cứng hẳn. Đấy là anh còn bảo tưới nước trong quá trình làm nhà là còn bảo tưới nước liên tục nhé. Ui giời, dép thì không bao giờ đeo, thế mới lạ. Rồi, ấy đi, ấy ra để đổ nước vào. Ok đó. Một nửa thôi, cũng gần ít tốt rồi mà. Rồi. Nào, cùng nhau. Kì, trong một tổ. Thôi nhá, chờ nó chết nào. Thầy đỡ xúc vữa nhá. Chỉnh lại cái tấm pin ra. Chỉnh lại tấm pin ra, cho nó xuống một tí. Như nào? Mày. Cho nó chạm về cái đầu mép của cái cột này. Hạ xuống tí xíu. Hạ từ xuống. Cứ để nguyên cái đấy. Nắng thế nhỉ. Hạ đi. Đấy, đấy được rồi. Ok chưa? Rồi. Để như này nhá. Sáng chưa? Ok chưa? Sáng. Rồi. Đây đi, cho vữa vào. Đập đá xíu. Có cái xẻng đấy.
Nhét cả cục cũng được. Thì ra cho một lớp vữa đá rồi xong cho đá. Có ít chiên cho nên cho nào. Ít lớp cho. May là hôm qua anh Thanh Mai, anh Hàn anh còn cho một cái hai cái dâu ở dưới đấy. Cho cái dâu ở dưới thì nó kể cả sau này nó có đổ nó không bung ra, không nhổ ra được ấy. Rồi cho tiếp đi, xi măng tiếp. Rồi cho đá vào chính ấy. Ừ, thôi, dành chung. Kia, rồi đấy là kia. Cho nước tí nữa thử đâu. Cái này không cho trẻ con ra đu đâu nhé. Con đêm mẹ con cho. Đu thì mình làm chắc đến mấy sau này nó cũng sẽ ấy hết thôi. Quay phim nhìn đi đâu đi ấy. Rồi. Hơi ít à, đúng không? Cố. Cho cái nhỏ vào. Ừ. Cho loãng một tí nữa rồi đâu. Đấy là xíu. Lấy cao xuống. Ôi giời, nó lại vào đất hết rồi. An toàn nhé. Thế thì em phải bắn vào trong. Đừng xoay nữa mà là bắn hẳn. Mới. Đây, bắn mới là mình. Dùng cái này mình. Đất cũng không rơi. Nhưng mà rơi là cái tường mình hỏng rồi. Để sau tháo thì cứ lùi ra là được nhé. Vấn đề là thằng thơ đấu đi cày nương mãi chứ về nhỉ. Thế thì cày nó có. Anh gọi nó đang cày. Đang cày nương. Mũ khoan đâu thấy nha, bắn mũ phát là sao? Cái này bắn thân đấu dữ như thế. Khi nào mà mua được kệ này, muốn đặt chân cũng được. Máy mình không mất đầu vít thì nhanh rồi. Đúng. Bạn đi. Cái này. Cái đầu vít này. Thank you.
giữ cái tivi cho anh. Rồi, bây giờ thì có mà trời sập nó không ra. Ok, thoải mái. Không vặn hết vít, hết cái ông kìa. Vặn hết rồi, kịch kim rồi. Bây giờ là không di chuyển được nữa rồi. Đấy, đâu, đấu vào thế nào. Đấu hết dây chảo. Chảo cho lên. Cái màn này thì mình để đồ lên. Gò cái này đi ấy. Gom cái đinh vào đi thử đâu. Gom cái đinh cất đi để sau này dùng đến. Xong lấy cái rẻ về lau cái. Ô, không đến đâu. Cho cái đầu này lên trên chốc đằng sau này. Không phải rút lấy cáp đâu kệ đâu. Bỏ cái bàn ra. Lại làm như nhà anh. Cái dây chảo không đến mình để trên này thôi. Che cũng được mà. Để che nó lại không điều khiển được. Đúng. Từ từ đã, đấu cái này đã, đấu cái dây này đã. Xong tìm biện pháp, xính công lại nhanh không? Còn cái đầu chảo không? Bật tiếng bé thế. Mở cái này cho trẻ con xem nó đỡ ra nắng. Có biết cả là ai không? Đóng cửa vào thì đỡ nắng thì mình thêm nét được. Nào, uống rượu cùng ta. Không được ạ. Đâu có rẻ đâu, nên lo cái đi nghỉ đi. Uống thêm một chút đi. Thôi được, vậy chẳng thì uống một ngụm thôi. Tầm này là không ngửa rồi nhờ. Ngồi xem, hôm nay không ngửa mặt rồi. Nhiều rồi không? Mua Inu à. Inu thì này chút chín. Cái ghế này thì tiếng mông. Ngồi như thế xem là không bị gì rồi. Sợ rơi cái chân thật lắm nhá. Trẻ con bây giờ cho nhảy chạy thoải mái. Không bao giờ ảnh hưởng đến cái tivi luôn. Tín hiệu yếu, phải xoay cái chỗ nào nó cao cao một tí. Nó mới lót hình được. Một cái thằng da thôi. Không lên nổi cái thằng da. Thì cái chân này nó tăng lên. Tín hiệu biết này. Hải có gì thì cả.
được dọn đồ đi, để lắp lớp cái đèn ra ngoài trời đi. Cái này cứ để nguyên nhé. Sau này nếu mà mình mua được cái kệ ở đây, mình muốn dùng cái tivi để xuống chân kệ cũng được. Mình phải dùng đến tất cả đồ này có. Cái này nó sẽ nhìn thấy bầu trời sáng thì nó sẽ tắt. Còn tối thì cái này nó sẽ nhìn thấy bầu trời tối nó sẽ tắt. Đó là chế độ auto. Cái này là cài giờ này. 3 giờ là nó tự tắt, 5 giờ tự tắt. 3 tiếng ấy, không phải 3 tiếng nó tự tắt, 5 tiếng, 8 tiếng nó tự tắt này. Cái này nút này, cái này là nút tắt này. Cái này nút bật này. Đấy. Cái đỏ đỏ kia không? Cái đỏ đỏ này thì anh cũng chưa biết là cái gì. Như là cái bật tắt à? Đây là nút reset về tất cả các chế độ sao. Trên mạng nó có hết mà. Nói chung mình chỉ cần biết là bật tắt thế nào và những cái này là sáng hơn này. Nhưng mà nhé, cái này tăng này. Sáng hơn, sáng các cái mức độ của nó. Nhưng mà cái này bây giờ pin nó chưa được nhiều ấy. Đây nó đang sạc. Cái này sẽ lắp ở đầu nhà bên nhà xin. Đây, xem là không có gì nữa nhỉ. Đây, lắp cái tai vào đây, không mang nhà xin. Mang hai cái đinh này. Cái tết luôn. Cho mẹ nhớ. Nhí nào? Không, cho. Cho mẹ. Cho mê mê. Là cái này à? Không. Trong cái túi của nó có mà, trong cái hộp này. Hôm nay không có à? Không có. À, trong này. Nó không ở đâu. Ơ à, hai cái tay mà. Này, em mở. Em mở. Chả tự thấy. Thế này nhỏ. Ờ, tí ra. Nó hậu. Thôi, không cần. Ôi, được không được. Ném lên đây em ơi. Ra chuyển. Ném lên. Trên này nóng quá. Quá nóng luôn. Mày phải đeo dép. Cứ đeo dép mày lên đấy, mày trên này nóng quá. Phải đeo dép vào không? Tí lại có mùi thịt nướng đấy. Cái này nhá. Cái này em buộc vào cái đinh vít đấy. Đinh vít của tô đấy. Để đeo dép vào. Dây này may là nó dài, nó mà ngắn thì như cái đèn kia thì không lên được. Mũ đâu? Không cần mũ rồi. Lên đi, ở dưới có anh lo rồi. Cẩn thận nhé. Chắc chắn vào nhá, đừng để nó rơi nhá. Khoan cái đèn này nữa rồi quá. Tại vì là đầu bên kia là một đèn rồi này.
Đây, đầu này là một đèn. Và nhà xính thì cũng có một đèn trước cửa rồi. Nhà xính còn mỗi cái khung khoảng sân này thôi, là trước cửa là có một cái đèn rồi. Thì bây giờ lắp thêm một cái đèn vào đây nữa thì khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh của cả hai nhà sẽ đều được sáng, và giữa sân này cũng đều rất sáng. Từ từ bỏ thang xuống đã. Lên cao một tí, lên hẳn tôn đi để nó đỡ mưa. Đấy, đấy, đúng rồi. Đấy. Nháy rồi, úi giời, lên được 2 vạch rồi cơ à. Pin nhiều đấy. Cái này tối anh sẽ quay lại đây để anh xem là nó sáng như thế nào, để quay cho các bác xem và chia sẻ cho anh Phương Nam biết. Đây, quận cái dây này, quanh cái này đi để cho nó đỡ gọn gọn. Vòng quá. Đấy. Đừng để lộ, cứ vòng đi. Đấy, 2 vạch sáng lắm. Cái này tối anh quay lại nhá, cho này xem. Đây. Đang sạc pin được không này? Bên kia là đang sáng rồi nhưng mà đèn bên kia hình như yếu hơn thì sao nhỉ? Hay là do mắt mình kém không nhìn thấy ánh sáng? Cất cầu thang đi. Đây đang sáng không thật đâu. Đây rồi. Có ai bật đâu mà sáng? Đây giờ sáng rồi. Sáng mà. Tì hì nhoan mũi. Đây bật này. Cái, tất cả cái số đèn này ấy, thì cũng xin chia sẻ với khán giả và đặc biệt là anh Nguyễn Văn Phương một chút. Riêng cái đèn này là hết 1,2 triệu mua ở nhà Tân Dịu, kèm với một cái đèn 60W nữa cho nhà của Lầu Mỹ Lành ấy, mà anh em mình đã lắp rồi ấy, thì là 700 nữa là 1,9 triệu. Còn cái đèn này thì là Yên Minh hết, phải vào Mộ Duệ cái quán của bác Hợi mua thì là 1,350,000, bớt được 50,000. Ban đầu là bảo 1,4 triệu cơ. Và cái cột này là hết 380,000 này. Sau đó là một cái giá treo TV nữa. Tất cả là hết 3,9 triệu bao nhiêu? Từ từ cộng lại đã. 1 triệu
1.7 triệu, 1.9 triệu cộng với 1.350.000 thì sẽ thành là 3.250.000. 250.000 đấy. Xong thì thêm một cái giá nữa, 200.000 nữa là thành 3.550.000. 3.550.000 cộng với 380.000 thì nó sẽ thành là 3.930.000, còn thừa 70.000. Đấy, tất cả là số tiền mà anh Nguyễn Văn Phương là tài trợ cho gia đình của khu đô thị Lầu Mới Xính, cả em Lành nữa, là mỗi nhà một cái đèn năng lượng, do là không đủ nên là có hai cái 100W và một cái là 60W lẻ bé dành cho nhà riêng của Lành. Bây giờ thì anh em mình cũng đã lắp xong tất cả mọi thứ rồi, bây giờ chỉ chờ đến tối nữa là anh em mình thử phát là sáng bừng, là khu đô thị Lầu Mới Xính nói không với ban đêm. Bây giờ là 1:15, trời rất nắng. Tối nay về chắc da của anh thành hai màu mất rồi. Rồi xong nhá, quý cô bác anh chị đừng tua video vội nhá. Tối nay tao dắt mày sẽ quay trở lại và sẽ xem ban đêm nó sáng như thế nào. Bây giờ thì tạm thời tắt máy đã. Ôi, thở đâu, bật xem nào, thở đâu ơi. Đứng ra kia xong quay mặt ra này em. Đấy. Ui dồi, sáng quá nhỉ, như ban ngày ấy. Thế này có thể ngồi đàm đạo, ngắm trăng các kiểu nhá. Rồi tắt xem nào. Đấy, bật lên đây nào. Đẹp quá.